Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 17 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, dự báo trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hệ thống không khí lạnh nên thời tiết có sự chuyển biến. Ban đêm và sáng sớm sẽ có mưa nhỏ, tập trung ở các tỉnh Đông Bắc, Việt Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ sáng sớm và đêm nay phổ biến ở khoảng 15 cho đến 17 độ, nhiệt độ ban ngày là 17 đến 20 độ, trời rét. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh hơn nên thời tiết khu vực này ít mưa, ban ngày vẫn có nắng và nhiệt độ trưa chiều đạt mức cao hơn so với các nơi khác ở Bắc Bộ, chủ yếu dao động ở khoảng 25 cho đến 28 độ. Lui xuống các tỉnh duyên hải miền Trung, thời tiết ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của hệ thống không khí lạnh nên các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong sáng sớm hôm nay khá nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác và se lạnh. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 18 cho đến 23 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào tới Ninh Thuận và Bình Thuận, trời phổ biến không mưa. Có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ thoáng qua ở một vài nơi vào đêm và sáng ở khu vực từ Quảng Bình cho tới Phú Yên, với lượng không đáng kể. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam với mức nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng 20 đến 24 độ, cao nhất vào trưa chiều từ 26 cho đến 29 độ. Riêng khu vực từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận vượt ngưỡng 30 độ. Đến với hai khu vực phía Nam là Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít thay đổi, ít mưa, nắng nhiều. Ban ngày nhiệt độ đạt mức cao nhất từ 27 cho đến 30 độ ở Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Còn về đêm và sáng, nền nhiệt có xu hướng giảm nhanh, mức nhiệt thấp nhất tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên duy trì từ 16 đến 19 độ, trời rét. Trong khi nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ chủ yếu dao động từ 21 đến 24 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi chỉ xấp xỉ 20 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thành phố Hà Nội trong sáng sớm hôm nay có mưa nhỏ, tuy nhiên mưa không kéo dài và lượng mưa không nhiều. Từ 9 giờ sáng trở đi, thời tiết lại trở lại tạnh ráo, nhưng trời nhiều mây và âm u trong cả ngày. Vì thế, mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay cũng sẽ không vượt qua 21 độ, còn thấp nhất đêm nay phổ biến ở khoảng 16 cho đến 18 độ. Nhìn chung, thời tiết có chút mưa rét, thế nhưng mưa nhỏ và ngưỡng nhiệt độ vừa phải nên vẫn tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Thời tiết tại thành phố Cảng Hải Phòng trong sáng sớm nay và về đêm, nhiệt độ thấp nhất ở Hải Phòng dao động quanh mức là 17 độ. Còn ban ngày thì chủ yếu dao động từ 20 cho đến 21 độ. Sáng sớm và đêm muộn trời cũng có mưa nhỏ. Lưu ý thêm với quý vị là tại các khu vực huyện đảo gần biển như là Cát Bà, Đồ Sơn khả năng có mưa nặng hạt hơn. Tuy nhiên mức độ mưa không đáng lo ngại, không ảnh hưởng quá nhiều tới các hoạt động dân sinh. Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, ít ảnh hưởng tới các tỉnh thuộc Trung và Nam Trung Bộ. Vì thế ở thành phố Đà Nẵng trong hôm nay thời tiết duy trì trạng thái tạnh ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày đạt khoảng 27-28 độ. Còn ban đêm trời cũng hầu như không có mưa và nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 22 đến 23 độ, trời se se lạnh. Thưa quý vị, Đà Lạt dường như là một thành phố có chế độ khí hậu biệt lập. Dự báo trong hôm nay và ban ngày trời vẫn có chút nắng, tiết trời khá dịu mát với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ tăng đến xấp xỉ 25 độ. Tuy nhiên về đêm thì trời chuyển rét khi mà nhiệt độ giảm xuống tương đối thấp, chỉ ở khoảng 11 đến 12 độ. Theo nhận định, sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tương đối lớn nên quý vị cũng cần lưu ý để lựa chọn trang phục phù hợp và bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Trong hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phố thuộc miền Đông Nam Bộ là vùng có nắng mạnh từ sớm, nên nhiệt cao nhất trong vòng 24 giờ tới ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đạt đến mức là 34 độ. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, còn ở ngoài trời thì nhiệt độ còn có thể cao hơn khoảng 2-3 độ, tiết trời khá oi bức, nhất là trong khoảng từ 11 giờ trưa cho tới khoảng 15 giờ chiều. Vì thế, khi lưu thông hay là tham gia các hoạt động ngoài trời, quý vị cũng cần phải lưu ý giữ gìn sức khỏe. Với thành phố Cần Thơ thuộc miền Tây Nam Bộ, trong hôm nay trời cũng có nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh như là miền Đông. Mức nhiệt cao nhất trong hôm nay ở Cần Thơ vì thế cũng thấp hơn khoảng 1-2 độ, cao nhất trong ngày hôm nay tại đây chỉ phổ biến ở khoảng 32-33 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày cận Tết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành!